Thưa quý vị, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, do bị ngập lụt trong cơn bão số 5, hàng ngàn học sinh trên địa bàn thành phố đã bị trôi hoàn toàn sách vở hoặc hư hỏng do ngập nước. Trước thực trạng này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng sách giáo khoa nhằm giúp các em tiếp tục đến trường. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố trao hỗ trợ gần 3.500 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo số lượng, bảng giá của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thống kê. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố cũng hỗ trợ thêm 4 bộ sách chữ nổi cho học sinh thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 1,1 tỷ đồng. Nói tóm lại trong nhà là chưa đồ đạc không còn gì, tại vì là lên tới nóc rồi thì mình không thể chất lên tới chỗ mô được. Còn chỉ có người thôi, người ngồi lên cái bè nữa là níu đường dây điện kéo ra. Thì tất nhiên là bây giờ mình khó khăn mà, có cái gì thì tốt cái đó. Mình cũng cảm ơn là các mạnh thường quân với Liên đoàn Lao động đã hỗ trợ cho con em tới trường thế đã. Chứ trừ mình chỉ cần sách vở cho con tới trường thế đã. Theo Liên đoàn Lao động thành phố, các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề như Liên Chiểu, Hòa Vang, Thanh Khê, Cẩm Lệ sẽ được hỗ trợ trước. Đồng thời đơn vị sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ cho ngành giáo dục, các trường, phụ huynh, học sinh khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.